như này chắc ngọt lắm.
Như này chắc ngọt lắm ấy. Không? Mì cho ăn nhé. Ra đi, con ra ngoài đi. Sao lại dám bẩn hết thế này? Cầm ở dưới này, ăn bên kia. Ngồi xuống đợi mẹ nhé. Già rồi em ơi, 77 rồi. Không, vẫn chưa già, chết nhìn mặt còn trẻ. Mà với con trẻ không. Con dâu chỉ cũng mấy người liên tục thế mà. Chúng ta chưa đủ câu chuyện. Đợi chút tiếp tục. Mà làm hai đoạn này được. Hôm nay chỉ thật là tiếc luôn đấy, con chuột. Con à, rối. Không, cái này là đẹp lắm ấy. Nhưng chị bán được nhiều lắm mà. Họ toàn về lấy. Chiều ở đây ngọt đấy. Ngọt trông ở ruộng thì không ở đây đâu. Ngọt đấy. Con gì đốt à? Ở dưới này này cũng có nhiều lắm. À thế à? Không loại này. Vâng. Thì mà em chặt nốt cây này. Không bỏ. Nếu mà con dúi không ăn thì quá đẹp luôn. Con dúi với lại bọn học sinh ấy, năm nay họ làm cái đường này này, qua đường này. À thế à? Thank you.
cái này nhẹ lắm. Cái kén có 20 cân gì đấy. Không biết được. Để bốn bó. Vâng. Cháu quên mất đấy. Này nặng đấy. Vâng. À, cháu vui quen. Quen nặng quen. Ôi, quên hai cây này. Con em biết đường đây đi. Con để đây được. Cô cháu nhấc đấy. Mà bao nhiêu bảo luôn. 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 Bả
kia một cây đấy. Mà lấy cái này kia cháu là cái màu. Kia nào đúng này vừa. Không nghe hết cả. Hết thử. Con này phải đó. Cái này biết cũng để ở trong kia ra.